Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2024 được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều tăng trở lại sau khi đã giảm rất mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại đứng ở mức 2.342,7 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, đứng ở mức 105,27 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, đứng ở mức 62.500 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,488% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng ở mức 79,35 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đảo chiều tăng trở lại, giá vàng trên thị trường thế giới sụt giảm mạnh khi mà nhà đầu tư tranh thủ bán chốt lời. Dữ liệu liên quan đến lạm phát tại Mỹ sẽ tác động đến xu hướng của thị trường vàng trong vài ngày tới. Cụ thể, trong đầu giờ sáng ngày hôm nay, giá vàng trên thị trường thế giới giao dịch quanh vùng giá 2.338 đô la Mỹ trên một ounce, giảm mạnh 22 đô la Mỹ trên một ounce so với mức giá mở cửa hôm qua là 2.360 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng trên thị trường thế giới suy yếu vì giới đầu cơ tranh thủ bán chốt lời sau khi kim loại quý này tăng giá mạnh hàng chục đô la Mỹ trên một ounce trong các phiên giao dịch gần đây. Trong khi đó, thị trường đang chờ dữ liệu quan trọng về lạm phát của Mỹ trong tháng 4 năm 2024, bao gồm chỉ số giá sản xuất PPI và chỉ số giá tiêu dùng CPI. Theo đó, PPI được dự báo tăng 0,3%, CPI được dự báo tăng 0,4% so với báo cáo tháng 3 năm 2024. Theo giới phân tích nhận định, giá vàng có thể bị tổn thương khi mà thị trường tập trung vào CPI của Mỹ sẽ được công bố trong rạng sáng ngày 16 tháng 5. Lạm phát nóng hơn dự kiến có thể khiến giới đầu tư giảm mạnh kỳ vọng Mỹ cắt giảm lãi suất, tác động nhất định đến xu hướng của giá vàng trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, về mặt dự báo xu hướng giá vàng trong dài hạn, theo Rory McDonald, nhà sáng lập hệ thống báo cáo Bearcap Report, vàng có xu hướng tăng giá đáng kể và dự đoán sẽ đạt mức 3.000 cho đến 3.500 đô la Mỹ trên một ounce trong vòng 12 cho đến 18 tháng tới. Còn theo Alex Kusikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FX Pro dự báo, trong ngắn hạn vàng có khả năng giảm về mức giá sâu, vàng sẽ đạt mức 2.536 đô la Mỹ trên một ounce vào cuối năm. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác đều duy trì trong xuống giảm, tuy nhiên với mức độ điều chỉnh giảm của mặt hàng vàng miếng SJC thì mạnh hơn rất nhiều. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, hiện tại với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tiếp tục điều chỉnh giảm 1.500.000 đồng trên một lượng mua vào, 1.000.000 đồng trên một lượng bán ra, đang niêm yết trên cả ba thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Đều có cùng một mức giá mua vào mức 86 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 89 triệu đồng trên một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng điều chỉnh giảm mạnh, giảm 1.500.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, mua vào mức 86 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 87,50 triệu đồng trên một lượng. Đa giảm này được duy trì ở đa số các hệ thống kinh doanh còn lại. Còn mặt hàng vàng nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tiếp tục duy trì trong xuống giảm nhẹ. Với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá nhận bộ số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, mua vào mức 74,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,30 triệu đồng trên lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Còn với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 74,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,40 triệu đồng trên một lượng. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, mua vào mức 74,88 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,38 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng thương mại mua vào mức 25.152 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.482 đồng trên đô la Mỹ, tăng 3 đồng trên đô la Mỹ ở cả chiều vào và chiều bán ra. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.670 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.750 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên trưa nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000, giảm 1.500.000 đồng trên một lượng mua vào, 1 triệu đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 150.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 100.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại lại bị đẩy lên mức 3 triệu đồng trên lượng, và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000, giảm 150.000 ở chiều mua, 100.000 ở chiều bán.
Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8 triệu 600 nghìn, bán ra 8 triệu 750 nghìn. Giảm 150 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 8 triệu 600 nghìn, bán ra 8 triệu 900 nghìn. Giảm 150 nghìn ở chiều mua, 100 nghìn ở chiều bán. Phú Quý SCC mua vào 8 triệu 600 nghìn, bán ra 8 triệu 800 nghìn. Giảm 100 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8 triệu 610 nghìn, bán ra 8 triệu 850 nghìn, giảm 90 nghìn ở chung vào, 50 nghìn ở chỗ bán ra. My Hồng SJC mua vào 8 triệu 720 nghìn, bán ra 8 triệu 920 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8 triệu 650 nghìn, bán ra 8 triệu 900 nghìn, giảm 50 nghìn ở chung vào và chỗ bán. Ngân hàng TB Gold mua vào 8 triệu 600 nghìn, bán ra 8 triệu 750 nghìn, giảm 150 nghìn ở chung vào và chỗ bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8 triệu 600 nghìn, bán ra 8 triệu 900 nghìn, giảm 150 nghìn ở chiều mua, 102 nghìn ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại cũng giảm rất mạnh, giảm 1 triệu 500 nghìn đồng trên một lượng mua vào, 1 triệu đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 150 nghìn đồng trên một chỉ chiều mua, 100 nghìn đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại cũng bị đẩy lên mức 3 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 8 triệu 600 nghìn, bán ra 8 triệu 900 nghìn. STC Huế mua vào 8 triệu 600 nghìn, bán ra 8 triệu 900 nghìn. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8 triệu 460 nghìn, bán ra 8 triệu 680 nghìn. STC Bạc Liêu mua vào 8 triệu 600 nghìn, bán ra 8 triệu 900 nghìn. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8 triệu 600 nghìn, bán ra 8 triệu 900 nghìn. Cuối cùng là giá nhận bút số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại điều chỉnh giảm nhẹ và đang được niêm yết như sau. Nhận bút số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7 triệu 460 nghìn, bán ra 7 triệu 630 nghìn. Nhận bút số 9 loại nửa chỉ, mua vào 7 triệu 460 nghìn, bán ra 7 triệu 640 nghìn. Vàng 4 số 9, mua vào 7 triệu 450 nghìn, bán ra 7 triệu 550 nghìn. Vàng 24K mua vào 7 triệu 275,2 nghìn, bán ra 7 triệu 475,2 nghìn, giảm 50 nghìn đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 5 nghìn đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán ra với 4 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 5 triệu 428,1 nghìn, bán ra 5 triệu 678,1 nghìn, giảm 3.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 4 triệu 167,1 nghìn, bán ra 4 triệu 417,1 nghìn, giảm 2.900 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 2 triệu 913,7 nghìn, bán ra 3 triệu 163,7 nghìn. Vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 488 nghìn, bán ra 7 triệu 638 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.